Thank you.
giờ mẹ con cô ấy sống thế nào? Không có nhà, không có cô ấy đi đâu. Nếu mà mình tìm thấy cô ấy, mình sẽ mua cho cô ấy căn nhà này. Mua cho cô ấy lại cái lô đất cho căn nhà này. Để cô ấy là có cuộc sống tự do hơn. Có thể anh cứ đi xem các anh em làm việc thế nào để tôi đến tiếp theo. Như em là hôm nay ngày hôm nay vận chuyển các kiểu đồ đạc đi hết.
Thế là được nhé.
cháo chưa? Thôi nếu mà say nắng quá thì em về đi, về trước đi. Vâng. Không phải ngồi đây đâu. Vâng. Về nghỉ đi. Vâng. Thank you.